Rồi sau khi mình tạo mấy chuyên mục xong rồi á, thì tiếp theo mình sẽ gọi nó ra, mình sẽ gọi nó ra dưới dạng menu ha. Gọi ra dưới dạng menu. Đầu tiên mình có sẽ có ở đây tôi sẽ làm hai menu, bên đây nó là một menu nhưng mà tôi sẽ làm hai menu. Hai menu, ba menu, tôi sẽ làm ba menu, một menu đứng, một menu ngang đây và một menu top đây này, top bar đây này. À, tôi sẽ làm ba loại menu nha. Thì bây giờ tôi sẽ làm menu đứng như trước, menu đứng như trước ha. Tôi hướng dẫn các bạn làm menu đứng trước, menu và giao diện, menu. Giao diện menu, đăng nhập quản trị mình sẽ thấy giao diện menu, làm menu với điều kiện những danh mục và những cái trang mình làm xong mới làm menu được. Nếu như danh mục và các trang mình chưa làm, menu mình vô mình không có dữ liệu để mình làm. Tại vì menu nó muốn gọi những cái kia ra sẽ phải có sẵn nó mới gọi được. Đó, hiểu không? Menu phải làm sau phần này chứ menu không có làm trước cái phần mà tạo danh mục được. Đúng không? Nếu như menu mà vô mà mình làm á thì mình không có danh mục mà vô mình chỉ sửa những menu có sẵn thôi chứ không có thể nào mà làm thấy được. Ở đây nè, đó. Thì ở đây tôi có sẵn một cái menu, main menu ở đây, để đó đi. Giờ mình sẽ tạo một cái menu mới nha. Tạo một cái menu mới ở đây, có nút create new menu nè. Đó, nút này, mình nhìn thấy cái nút này đúng không? Nút ở trên nè, dưới chữ quản trị, dưới chữ quản lý vị trí menu có nút này nè. Ha. Select vô cái nút này một cái, rồi sẽ dẫn tới cho mình một cái tên. Mình tạo tên là menu đứng hoặc là vertical menu hay gì đó. Mình đặt là menu đứng hay danh mục sản phẩm cũng được. Mình tạo, ví dụ tôi đặt là danh mục sản phẩm đi. Danh mục sản phẩm. Danh mục sản phẩm này nằm ở vị trí nào của ngoài trang web? Ở đây có nhiều vị trí: main menu mobile, vertical menu. Ở đây tôi sẽ chọn là vertical menu và main và main menu mobile. Tôi sẽ làm hai vị trí: main menu và main menu có chữ mobile và vertical menu nha. Rồi tôi tạo. Đó, tôi tạo ra. Tôi tạo xong rồi á thì tôi sẽ gọi những cái danh mục sản phẩm qua bên đây. Thì bên đây tôi nhìn bên trái tôi coi có chỗ nào là danh mục sản phẩm không, nhìn qua nhìn lại thấy trang có nè. Bài viết có nè, liên kết tự tạo, chuyên mục. Chuyên mục này là xem tất cả là chuyên mục của bài viết. Vậy là danh mục sản phẩm nằm đâu? Mình không thấy. Nếu như mình không thấy bên này á thì mình phải mở nó ra mới thấy được. Nó được ẩn đi. Ẩn đi bằng cái chỗ tùy chọn hiển thị này. Thì nhìn lên trên kế bên chủ trợ giúp mình sẽ thấy tùy chọn hiển thị, mình bấm mũi tên sổ nó ra, mũi tên đưa lên là sổ ra, mũi tên nè đưa xuống rồi đóng lại sổ ra. Mình kiếm từ trái qua, mình kiếm, mình thấy chữ danh mục sản phẩm, mình tích vô đó, nghĩa là mình đang mở nó ra rồi xong mình đóng nó lại. Thì mình nhìn xuống dưới đây mình mới thấy được nút mua một danh mục sản phẩm hiện ra đây. Hồi nãy mình chưa mở thì mình chưa thấy, đúng chưa? Rồi xong mình bấm mũi tên, mình sổ nó ra, thì sổ nó ra mình sẽ mở ra, mình xem bên trong có cái gì. Khi mình xem bên trong mình thấy không có cái gì hết thì mình đừng vội lo lắng, mình sẽ bấm nút xem tất cả để mình thấy những cái gì mình vừa tạo. Nếu như mình bấm nút xem tất cả mà mình không thấy gì hết á thì mình mới xem lại coi cái danh mục sản phẩm ở đây mình có tạo chưa. Nhiều lúc mình quên tạo chỗ này, mình tạo lộn chỗ thì nó không có vô. Mình cũng tạo giống thầy nhưng mà mình tạo lộn chỗ là bay hay gì đó thì nó không chui ở chỗ này. Đó, rồi mình xem kỹ. Rồi nếu mình thấy đầy đủ như trên màn hình rồi á thì bây giờ mình sẽ kéo qua thì mình có thể kéo theo thứ tự. Bên đây tranh theo tường gì đó cũng được, hoặc là kéo thứ tự nào tùy thích. Bên đây tôi kéo theo thứ tự tranh theo tường tới bánh trung thu tới trang trí bông hồng tới đồng hồ theo tường, đúng không? Thì đây tôi sẽ là tranh treo tường đó, thì qua trước thêm vào menu rồi qua ha, tranh treo tường rồi tới đồng hồ treo tường nè, đi thêm vào menu rồi mình kéo vô đó, mình kéo vô nghĩa là thằng này cha thằng này con, thấy không? Giấy dán tường nè, nó tôi thêm hết đi, tôi có thể tôi không theo vị trí, thử không theo thứ tự, tôi thêm hết nha. Thêm hết đó qua. Rồi tôi thêm vào bánh trung thu nè.
bánh trung thu ở đây tôi sẽ cho vô bánh trung thu đô, cho vô con nè. Đó, đó. Con vô. Tôi muốn kéo này làm trên đi, trên lên dưới cái bánh tranh treo tường đi. Thì mình kéo nó lên, mình giữ chuột mà mình lăn lên. Thả vô trên, đó, nằm trên này. Và xong bấm lưu. Đó. Bấm lưu xong rồi á thì mình mới ra cái trang, mình có hai trang nãy tôi ghi làm, tôi dặn bạn để hai trang, một trang quản trị, một trang xem á, xem trang này F5 lại. F5 mà còn cho F5 trang này rồi. Bấm vô cái logo cũng được để quay, để nó load lại trang, nói chung là load lại trang á để mình coi. Thì mình load lại trang mình sẽ chưa thấy cái menu vertical ra đâu, chưa thấy. Chưa thấy. Vì lý do là sao? Lý do là mình chưa gọi cái vertical menu ra, mới tạo thôi, chưa gọi. Thì mình sẽ gọi cái vertical menu ra đây. Để gọi được vertical menu ở đây thì mình sẽ vô cái phần gọi là Lastroom, Time Option, Header. Để mình gọi ra. Đối với cái Lastroom mới nhất hiện tại thì tích hợp sẵn vertical menu. Còn ai xài sao mà mình có từng biết Lastroom á, thì ai xài cái WordPress tích hợp Lastroom á, mà Lastroom cũ trước đây thì không có tích hợp vertical menu, phải cài thêm plugin vertical menu vô để mà có vertical menu. Sau này Lastroom nó tích hợp sẵn luôn, hãng tích hợp sẵn nên mình xài nó tiện hơn. Mình bấm vào header nè. Đó. Thì bây giờ đó, bây giờ mình sẽ ở đây sẽ có cho mình là header sẽ có cho mình ba phần, top 3 chính là cái phần này. Đó. Phần giữa này là gì? Phần giữa này chính là phần header main. Phần cuối cùng dưới đây. Dưới này nó không có xài nhưng mình có là phần header button. Ở đây có những ô để mình sắp xếp những dữ liệu mình cần thiết bỏ vào đây. Thì hiện tại ngay chỗ cái header button này đang là gọi main menu. Đúng không? Thì main menu tạm thời mình đưa qua đây. Rồi ngay chỗ đây là vị trí này mình sẽ đưa cái phần vertical menu bên đây. Để mà mình có vertical menu. Ha. Mình sắp xếp vị trí cho đúng cái đã. Còn màu sắc tính sau, màu sắc mình sẽ có thể chỉnh sau. Bây giờ mình sắp xếp ra, nghĩ ra cho mình. Rồi sau mình bấm bánh răng cưa của vertical menu để chỉnh lại là cái chữ chỗ này. Cái chữ chỗ này đang là chữ category. Thì mình sẽ sửa cái chữ chỗ này, test nè. Danh mục sản phẩm. Đó. Rồi sau đó mình tiếp tục mình mới là chỉnh màu. Màu của con này là màu gì? Đó, ví dụ ở đây mình muốn màu gì mình bỏ màu vô nha. Ví dụ ở đây tôi chọn một cái màu nào đó đi. Ví dụ mình sẽ sử dụng công cụ Color Cop, mình sẽ tải công cụ Color Cop về lên Google và tải công cụ Color Cop về để mình có thể hút màu nha. Mình muốn màu gì đó thì mình sẽ bỏ màu đó vô nha. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn một cái màu nào đó đi. Ví dụ ở đây tôi sẽ dùng, nói chung là tôi sẽ làm giống cái màu hồng bên này ha. Thì tôi sẽ lấy cái màu này đi, mà chậm lên này đi, copy cái mã màu mình đem qua đây mình bỏ vô bấm vô đây, bấm đây, rồi sau đó mình dán mã màu vô đây, nó thì mình sẽ được cái mã màu này đây, nó chưa ăn thôi, đó. Rồi thì cái danh mục sản phẩm này thì mình nó có cái chỗ gọi cho mình chỉnh cái chiều cao nè, nó muốn cao bao nhiêu mình chỉnh lại, ví dụ như nhỏ vừa vậy thôi, ví dụ như vậy. Còn chiều ngang muốn dài bao nhiêu dài, muốn nhỏ bao nhiêu nhỏ ha. Ở đây tôi sẽ để là 250 ha. 250. Đó. Rồi. Nó vậy. Rồi bây giờ là cái vô chỗ này thì mình coi. Không. Xong rồi mình bấm nút đăng ha. Đăng. Nút đăng trên này. Đó. Rồi tiếp theo nữa mình sẽ theo nữa là cái chỗ này. Cái chỗ này nó có nút là header button á, để mình kéo xuống đây để mình kéo xuống đây để mình chỉnh này uppercase rồi, đúng không? Uppercase rồi. Đây có đây có uppercase không? Ở đây có uppercase không? Ở đây nó không cho uppercase, ở đây mình uppercase vậy.
Header button đây nó không cho mình tự động uppercase nghe, không cho tự động nó động. Tự động viết qua. Ở đây mình cho uppercase rồi, uppercase của này rồi. Thôi. Vậy là tạm thời chức năng nó không có mình xài vậy. Rồi sau đó mình ra đây. Mình sẽ ra cái copy, mình sẽ để này đây đi. Copy một tab nữa, copy này ra để mình review. Đó, enter nó, để mình review lại mình coi coi cái vertical của mình ok chưa ha. Đó, nghĩa là cái vertical mình ok nè. Đó. Mình tạo nhiều ra thì dài xuống, mình tạo ít thì nó vậy. Đó, ok là cái vertical mình ok, cái menu đứng ok rồi. Thì tiếp theo mình sẽ làm cái top bar. Cái top bar chính là cái này, hotline đây đây đây. Thì hotline đây mình có là lock và liên hệ chỉ đường đúng không? Lock và liên hệ và chỉ đường. Đó. Thì bây giờ làm cái đó đúng không? Thì mình sẽ vô cái cũng vô cái menu để mình làm. Vô menu. Vô cái menu. Đó, vô cái menu. Menu ha. Ở đây mình có, nó có còn cái gì đây, từ từ đây mình coi rồi mình có dữ liệu là chỉ đường, trang chỉ đường. Ồ, cái phần chỉ đường mình có chưa? Mình chưa có tạo chỉ đường thì sao mình gọi ra được, đúng không? Chỉ đường mình chưa có cái phần chỉ đường, sao mà làm menu? Nó cho liên hệ mình có rồi. Lock thì mình chưa có răng lock luôn. Hotline thì mình có, mình nào có trước mình làm trước đi. Chỉ đường làm sao đây, mình làm liên hệ với phần hotline thôi. Còn cái chỉ đường á, thì mình sẽ chưa có trang thì mình sẽ làm sao nè. Thì cũng tương tự như vậy, thì mình sẽ vô là create new menu ở đây, thấy không? Vô. Mình tạo thêm một cái nhóm là top 3. Mình đổi tên là top 3 đây nha. Đó, top 3 thì mình đưa vô vào top 3 menu ha. Đó, rồi tạo trình đơn. Rồi sau đó mình mới gọi ra top 3 này mình sẽ cần gọi cái gì? Ừ, top 3 tôi sẽ gọi cái trang liên hệ. Trang liên hệ. Số điện thoại thì mình sẽ làm ra một trang liên hệ thôi. Chút xíu nữa mình có lock thì về tôi sẽ lấy chuyên mục đi. Lấy nguyên cái mục lớn ra, topic một cái topic thì thôi là đủ nhiều rồi, topic thôi. Topic. Đó, mình làm topic với liên hệ ha. Như lock cái liên hệ chỉ đường thì mình chưa có, mình để mình làm sao đi. Chỉ đường xưa khi mình có dữ liệu mình sẽ bỏ vô sau. Bây giờ mình chưa có nó thì mình để trống đi. Mình lưu lại. Sau khi mình lưu lại rồi thì mình sẽ quay vô đây. Quay vô cái chỗ là thiết kế header như lúc đầu. Thì chỗ đây mình sẽ gọi cái top 3 menu bên đây. Đó. Và mình sẽ gọi thêm cái contact lên trên này. Đó, contact là số điện thoại á, xong tới top 3. Contact rồi, sau đó mình sửa cái contact này lại, bấm vô bánh thân cơ contact, sửa lại số điện thoại nè, rồi email, rồi đó như đó thôi, ví dụ vậy đi. Rồi sau đó mình mới cái header, cái top 3 này hiện tại đang ẩn đi, mình muốn bật nó lên đó, thì mình bấm bánh thân cưa top 3 nè. Đó, enable top 3 đi, enable top 3. Rồi mới đăng. Nha, mình sắp lại vị trí ha. Rồi đăng. Đó, xong rồi mình ra đây. Ra cái trang này mình F5 nó lại. Để mình coi. Cái menu mình đủ chưa? Đó. Topic liên hệ ha. Đó. 3.
Còn đây ghi chữ gì? Đây ghi chữ gì? Nó có ghi chữ ở đây. Ở đây nó không có ghi chữ, mình muốn ghi chữ gì đây mình ghi. Ví dụ như là ghi chữ gì đây mình ghi. Yeah. Đây ghi chữ gì đây mình ghi. Ghi chữ ở đây thì mình chỗ đây. Mình ghi chữ ở đây, ghi chữ qua quả sạch gì đó đây. Đó, mình ghi. Ví dụ vậy. Yeah. Rồi, đó là mình vừa xong cái phần menu gọi ra. Yeah. Xong, menu gọi ra. Còn menu, main menu là có sẵn, hôm đây là trang chủ, tất cả sản phẩm. Yeah. Trang chủ, tất cả sản phẩm, menu có sẵn đây, muốn thêm gì đó thêm. Okay. Ở đây, ví dụ mình muốn đưa cái phần social này chỗ khác á, thì mình đưa cái social mà đưa lên trên đi. Ví dụ social tôi muốn đưa lên trên đi. Đó, đưa lên đây. Social đây tôi muốn cho nhỏ nhỏ lại thôi. Bấm đánh thằng cưa social. Cho hình nhỏ lại thôi, là nó nhỏ lại thôi. Nó bé bé lại vừa vừa thôi. Mình cho gọn. Giỏ hàng nằm đó đi nha. Đó. Giỏ hàng rồi bấm mình thêm cái account này nữa. Tài khoản đây nè. Rồi mình sẽ thêm phần. Hết rồi, đủ rồi, như đó đi. Đó. Ví dụ vậy mình làm xong rồi, đang lại coi. Ví dụ như vậy ha. Đó. Ví dụ vậy thôi. Rồi bây giờ kết thúc cái video mình tạo menu ở đây. Video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế lại cái header màu sắc cho nó gần giống như cái trang mẫu của mình. Nha. Rồi.